Cristiano Ronaldo và khả năng gia nhập Paris Saint-Germain. De Gea muốn ở lại MU thêm nhiều năm. Chelsea định đoạt thương vụ 150 triệu euro. Anthony lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử của Manchester United. Cristiano Ronaldo và khả năng gia nhập Paris Saint-Germain. Gã nhà giàu nước Pháp PSG có thể chiêu mộ Ronaldo trong thời gian tới nếu như không giữ chân được Messi. Theo những nhận định của Sun Sport, tiền đạo Ronaldo của MU hoàn toàn có thể là mục tiêu chuyển nhượng của gã nhà giàu nước Pháp với một điều kiện là Messi không gia hạn hợp đồng với PSG trong thời gian tới. Giả định trên là hoàn toàn có cơ sở bởi Messi nhiều khả năng sẽ quay trở lại thi đấu trong màu áo của Barcelona. Khi đó thì Paris Saint-Germain sẽ không ngại ngần theo đuổi CR7, đại kinh địch của cầu thủ này. Hiện cũng có nguồn tin khẳng định là Inter Miami, đội bóng đến từ giải nhà nghề Mỹ và do cựu cầu thủ David Beckham sở hữu, đang có ý định chiêu mộ Ronaldo trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Theo những trích dẫn của The Sun, đội bóng nước Mỹ đang lên kế hoạch trở lại để cố gắng ký hợp đồng với CR7. Sau khi thất bại vào mùa hè vừa qua, nguồn tin uy tín khẳng định Ronaldo sẽ cân nhắc nghiêm túc việc chuyển đến LAS thi đấu sau khi trải qua phần lớn mùa giải ngồi trên băng ghế dự bị dưới thời huấn luyện viên trưởng Erik Ten Hag. Được biết thì Inter Miami đang chuẩn bị đưa ra gói đề nghị trị giá 30 triệu bảng cho chân sút người Bồ Đào Nha. Trước đó thì Man Đỏ được cho là chốt giá bán CR7 với giá chỉ 10 triệu bảng vào tháng 1 năm 2023 tới. Giới thượng tầng của đội bóng nước Mỹ tin rằng Ronaldo giờ không thể ra sân mà cũng không có mục tiêu gì sau khi Ten Hag nói rõ rằng anh không có vai trò chính trong kế hoạch của mình. Bản thân David Beckham cũng nhiều lần khẳng định anh muốn sở hữu cả Ronaldo và Messi trong đội hình của mình. Hiện Chelsea được cho là bến đỗ hoàn hảo của CR7 thời điểm này, bởi đích thân chủ tịch Todd Boehly trước đó đã bày tỏ mong muốn có được Ronaldo cho những kế hoạch vĩ đại của câu lạc bộ. Nếu như gia nhập Chelsea, Ronaldo cũng được thi đấu tại cúp C1 như mong ước. De Gea muốn ở lại MU thêm nhiều năm. Thủ môn người Tây Ban Nha muốn tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford sau khi mà hợp đồng hiện tại hết hạn vào hè 2023. Khi mà được đồng đội Rio Ferdinand hỏi về việc ký hợp đồng mới, David De Gea trả lời sau chiến thắng 2-1 của MU trước Everton vào hôm 10 tháng 10. Tôi không biết, hiện tôi chỉ tập trung vào việc thi đấu và giúp đỡ đội bóng nhiều nhất có thể. Tất nhiên tôi muốn ở đây thêm nhiều năm, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng tôi thật sự rất hạnh phúc khi ở đây, thủ môn 31 tuổi cho hay. De Gea là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội hình của MU hiện tại. Anh còn 2 lần ra sân nữa là cán mốc 500 trận khoác áo quỷ đỏ. Tuy nhiên thì tương lai của thủ môn sinh năm 1990 đang trở nên bấp bênh tại sân Old Trafford. Hợp đồng của De Gea với MU hết hạn vào tháng 6 năm 2023. Theo Talksport, quỷ đỏ có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm cho De Gea nếu như muốn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo của MU không sẵn sàng vì thủ môn người Tây Ban Nha nhận lương quá cao với 350.000 bảng mỗi tuần. Nếu như Man Đỏ không kích hoạt gia hạn, De Gea sẽ là cầu thủ tự do trong hè năm sau. Quyết định cuối cùng của Quỷ Đỏ sẽ phụ thuộc vào việc huấn luyện viên Ten Hag muốn tiếp tục tin dùng De Gea hay không. Các nguồn tin ở Anh cho biết Hồng Ten Hag sẽ tìm thủ môn mới, người phù hợp hơn với chiến thuật của ông. Trong giai đoạn đầu mùa 2022-2023, De Gea vẫn là thủ môn số 1 của MU vì huấn luyện viên trưởng Ten Hag không còn phương án tốt hơn. Phương án này không hiệu quả khi mà huấn luyện viên Ten Hag thất bại trong việc áp đặt lối chơi triển khai bóng từ phần sân nhà cho MU. Đến vài trận đấu gần đây, Ten Hag chuyển hướng, yêu cầu De Gea phất bổng ngay khi có bóng trong chân. Câu lạc bộ Chelsea định đoạt thương vụ 150 triệu euro. Chelsea đang bắt đầu vào guồng thực sự khi mà những kết quả tích cực đang liên tục được thầy trò huấn luyện viên trưởng Graham Potter thu về. Hai chiến thắng 3-0 trong một tuần, đặc biệt là với một đối thủ mạnh như là AC Milan không phải là điều tầm thường. Và đương nhiên mục tiêu tiếp theo của The Blue sẽ là tiếp tục giành 3 điểm trong chuyến hành quân tới San Siro vào rạng sáng mai ngày 12 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Một chiến thắng trước bại tướng Milan nhiều khả năng sẽ giúp Chelsea đánh chiếm ngôi đầu bảng E. Ngoài ra thì đoàn quân của ông Potter cũng cần duy trì chuỗi phong độ cao của mình để chuẩn bị dần cho màn đại chiến với Man United diễn ra trong 10 ngày tới. Tuy nhiên, ông Graham Potter cũng có những âm mưu khác trong chuyến hành quân tới sân nhà của Rossoneri. Theo đó thì ngoài việc giành vé 3 điểm thì nhà chiến lược gia người Anh cũng muốn nhân tiện để xem dò luôn Rafael Leao, chân sút đang được The Blue đưa vào danh sách ưu tiên chuyển nhượng. Còn nhớ là tại trận lượt đi thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 3 cách đây một tuần, nhà đương kim vô địch Serie A gần như đã tắt điện hoàn toàn trước sức mạnh như vũ bão của Chelsea. Không những không thể ghi được bàn, đoàn quân của ông Simone Inzaghi còn phải rời nước Anh với 3 bàn thủng lưới. Tuy nhiên, giữa bức tranh u tối đó, Rafael Leao nổi lên như là một điểm sáng hiếm hoi của AC Milan. Hầu hết mọi tình huống nguy hiểm mà đội bóng nước Ý tạo ra được đều phải trải qua chân của tiền đạo người Bồ. Anh đột phá, đi bóng dũng mãnh và không ít lần khiến những hậu vệ đắt giá của The Blue phải vất vả cản phá.
Theo tờ Mirror thì chính màn trình diễn này của Leao đã khiến cho ông Graham Potter phải nghiêm túc xem lại chiến lược chuyển nhượng đội bóng. Nên nhớ là không chỉ chơi hay trong trận đấu với The Blue mà Rafael Leao cũng đang là trụ cột không thể thay thế của AC Milan. Mùa giải năm ngoái, chân sút 23 tuổi đã đóng góp 11 bàn thắng và 10 kiến tạo. Đóng góp công không nhỏ giúp Rossoneri trở lại với chiếc cúp Scudetto danh giá. Mùa năm nay, Rafael Leao còn cho thấy một phong độ đáng kinh ngạc hơn với 4 bàn và 7 kiến tạo. Đó chính là lý do khiến Chelsea sẵn sàng vùng ra tới 150 triệu euro cho ngôi sao người Bồ Đào Nha. Antony lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử của Manchester United. Antony vừa ghi bàn vào lưới của Everton và đó là pha lập công giúp cho cầu thủ chạy cánh người Brazil đi vào lịch sử của Manchester United. Vào rạng sáng nay ngày 10 tháng 10, MU đã ngược dòng đánh bại Everton với tỷ số 2-1 trên sân khách Goodison Park tại vòng 10 của Premier League. Cả 3 bàn thắng tại trận đấu này đều được ghi trong hiệp 1. Alex Iwobi sớm đưa chủ nhà Everton vượt lên dẫn trước sau khi tận dụng triệt để sai lầm để mất bóng từ giữa sân của Casemiro. Antony nhanh chóng ghi bàn gỡ hòa cho màn đỏ sau cú cứa lòng đưa bóng vào góc lưới đầy đẳng cấp. Phút cuối hiệp 1, Cristiano Ronaldo, người vào sân từ ghế dự bị thay cho Anthony Martial bị chấn thương và đã có pha thoát xuống dứt điểm tinh tế vào lưới của Everton, ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho MU sau đường kiến tạo trượt lỗi của Casemiro. Ronaldo đã có bàn thắng đầu tiên cho MU tại Premier League mùa này và bàn thứ 2 trên mọi mặt trận. Bàn thắng vào lưới của Everton cũng giúp cho anh cán mốc tròn 700 bàn trong màu áo của câu lạc bộ sau 943 trận ra sân. Trong khi đó, Antony mới chân ướt chân ráo đến MU cũng tạo nên một cột mốc khác như là người đàn anh Ronaldo. Và thành tích của Antony lại còn mang tính lịch sử chưa ai từng đạt được tại Quỷ đỏ thành Manchester. Theo đó, Antony là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử của MU ghi bàn tại cả 3 trận đấu đầu tiên thi đấu ở Premier League kể từ khi chuyển đến MU từ Ajax với giá chuyển nhượng 70 triệu bảng Anh, chưa tính phụ phí. Vào mùa hè vừa qua, anh đã ghi được 3 bàn thắng và đó đều là 3 bàn tại Premier League. Ở mùa giải năm nay, hiện chỉ có Marcus Rashford là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng cho MU hơn Antony. Ngay trong trận ra mắt Quỷ đỏ tại Old Trafford, Antony đã ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-1 trước Arsenal tại Premier League. Sau đó, trong trận derby thành Manchester thua màn sành 3-6 trên sân Etihad, Antony ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 cho MU. Và hôm nay, anh lại ghi bàn thắng san bằng 1-1 trước Everton, góp công lớn giúp cho màn đỏ ngược dòng thành công. Đáng chú ý là cả 3 bàn thắng của Antony đều đến theo cùng một kịch bản, đó là những pha cứa lòng vào góc xa không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá nào. Tại 2 bàn thắng vào lưới Arsenal và Everton, Antony đều thoát xuống từ cánh phải để nhận bóng và hạ gục thủ môn đối phương bằng cú lừa bóng lòng trong thế đối mặt. Bàn thắng vào lưới Man City là pha cứa lòng từ ngoài vòng cấm, tạo nên siêu phẩm đẳng cấp của Antony. Rõ ràng, anh đã có khởi đầu như mơ tại Manchester United với kỷ lục vừa đạt được. Và đội trưởng trong những trận đấu gần đây của MU là Bruno đã hết lời ca ngợi người đồng đội đã thích nghi nhanh chóng như thế nào. Phát biểu trên BT Sport sau trận đấu, Fernandes cho biết, Antony là một cầu thủ tuyệt vời, chúng tôi biết những phẩm chất mà cậu ấy có, đó là lý do mà tại sao câu lạc bộ trả số tiền đó cho cậu ta. Đây là một đêm đáng nhớ với Antony và cả siêu sao Cristiano. Ronaldo đã giải tỏa áp lực và cơn khát bàn thắng bằng pha lập công thứ 700 trong sự nghiệp cầu thủ tại các cấp câu lạc bộ Real Madrid, Juventus, Sporting Lisbon và tất nhiên là MU. Chiến thắng 2-1 trước Everton giúp cho màu đỏ vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng của Premier League với 15 điểm, kém ngôi đầu bảng của Arsenal 9 điểm nhưng còn một trận trừ đấu. Tại vòng đấu tới, MU sẽ đối đầu với đội bóng khó chịu là Newcastle trên sân nhà Old Trafford.